Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Lead 2020 nâng cấp gối Kumo 160 triệu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Các chiếc Honda Lead được lồng sách với một gối độ 160 triệu đồng, gồm các trang bị tiêu biểu như kẹp phanh Rainbow, giảm xóc hoa liên. Honda Waro là cái dòng xe nhập khẩu được ưa chuộng Nam, đặc biệt ở miền Nam, trong khi đó Lead phiên bản mẫu xe này ở bên Thái Lan ít phổ biến hơn. Nguyên nhân chính là cái mức giá của nó đắt đỏ. Lúc cao điểm, giá của con Lead có thể cắt gần gấp đôi giá của dòng Waro, dung tích động cơ cũng như nhau. Mức giá lên tới là hơn 90 triệu đồng thì phiên bản lúc Thái vẫn được kỳ Baker lọt sắt ấn tượng. Một Baker chia sẻ ở thành phố Hồ Chí Minh vừa ra đời một phiên bản đắt đỏ dựa vào cái con Honda Lead 2010. Về tổng thể, cái con Lead này vẫn sử dụng cho mình kiểu dáng nguyên bản. Bên ngoài chiếc xe sẽ dùng cho mình cái tông màu đỏ đen tương phản. Một vài chi tiết trên xe được ốp bằng sợi carbon vân tô ong cũng khá đẹp mắt. Thông thường các chi tiết carbon chỉ có cái vân song song. Các chi tiết carbon trên bản đồ hôm nay thực hiện bởi một cái xưởng độn có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên khu vực cây đông, chiếc xe được trang bị cho mình cái cụm hát Rainbow Costa Costa AZ15. Bên phải là cái cụm của tụi em. Một vài chi tiết ở ngay khu vực cái bình dầu AM, cái cụm công tắc thửa từ Ducati, bao tay của đầu rip, gù của Titan. Điều đáng chú ý là cái cụm ga của Tomasi có thiết kế lộ ra bên ngoài cũng khá nổi bật. Đây là một sản phẩm của nhà Domino, hiệu này cũng rất có tiếng tại Ý. Nguyên bản cái đồng hồ của xe là dạng kính số. Người chủ thay đồng hồ bản bằng một cái loại mô phỏng đồng hồ của cái chiếc ZX ra đời. Đồng hồ này hiển thị các thông tin nhiều hơn đi cùng với cái phần đo tua mãn được đặt riêng biệt phía trên. Cái hệ thống đèn được can thiệp bởi cái đèn LED O-block. Cái đèn được tạo hình theo đúng phong cách đối xứng, một bên ở dùng công năng LED đi kèm với roll center. Để giữ chiếc xe ổn định tốc độ cao, người chủ đã trang bị cho trung tâm Holim X, mức giá là khoảng hơn 13 triệu. Thông thường cái trợ lực này sẽ được lắp chìm vào cái phần dàn giữa xe. Để nó bật hơn, người chủ đã thiết kế trợ lực này lộ ra bên ngoài. Khi dừng ở đó, người chủ còn trang bị cho con xe trợ lực sườn Matrix 16 đất chỉnh theo cái size là 90m. Đội trợ lực này cũng gây ấn tượng bởi cái phần tim màu vàng cũng khá mập. Nguyên bản cả các chiếc Lead Waro đều phải dùng cái mâm đúc. Nhược điểm của cái mâm đúc là khá nặng. Để lộ cái sự để bản độ nhẹ hơn thì bộ mâm đúc đã được thay bằng bộ mâm nan hoa loại là XL. Bọc bên ngoài là cái dàn lớp của Pirelli Rosso Sport. Hệ thống phanh trước được nâng cấp với kẹp phanh của Rainbow Bliss Vista 4 bit đối xứng đi cùng điểm thắng của Rakotec 210. Một hệ thống tay dầu độ bóng. Hệ thống phanh này có mức giá hơn 50 triệu. Phía sau bản độ ở dùng cho mình cái giảm xóc Holden TX giá gần 40 triệu đồng. Cùng với phiên hiệu như đi trên thì Holden là các hiệu giảm xóc được ưa chuộng nhất ở Việt Nam. Nguyên bản các con Lead 110 đã đáp ứng nhu cầu chạy phố với sức mạnh là 13.1 HP. Người chủ can thiệp đôi chút để hiệu suất chiếc xe có cảm giác là phấn khích hơn. Cụ thể chiếc xe được thay đổi một cái lọc gió DNA, cái mô bên sườn của Takawa đi cùng với một cái bộ nồi mới của Maserati. Bản độ còn được trang bị cho mình chìa khóa thông minh của Honda SH, hệ thống cái đèn xi nhan mới đi cùng với ốc Titan Rinam. Theo người chủ chia sẻ, tối độ của chiếc Lead hôm nay mức giá gần 160 triệu đồng. B-Sit 110 trăng đét với một tính từ Baker ở nước Thái. Cái chiếc B-Sit là một cái dòng tay ga sống chi mừng chi đông trần được người tiêu dùng ở Việt Nam làm phương tiện đi lại. Còn ở bên Thái, họ có rất nhiều chiến mã này được độ để chạy sân, độ kiển. Dẫn chứng chúng ta hãy cùng xem qua cái chiếc B-Sit 110 độ bên dưới đây nhé. Xem qua tổng thể, ta thấy con chiến mã sổ chi mừng một bộ áo cực kỳ ấn tượng với một cái ga bầu sơ nước biển tạo ra cái sự trẻ trung, gây cảm giác bắt mắt cho người xem. Đi cùng với những thay đổi mạnh mẽ, lọt đồ chơi chuyển giá trị được các anh xem một cách hợp lý, tăng cường hiệu năng cũng như cái độ hấp dẫn. Ở đây, ta thấy cái sự hiện diện của cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với dầu Allen cam màu xanh lá. Việc trang bị mẫu cụm này cho lực bóp cũng dễ nhẹ, tác động rất mạnh đến con heo dầu, giúp kiểm soát phanh tối ưu hơn trong mọi tình huống. Ta thắng tiếp em đến từ Ý với tài cấu tạo tự nhiên CC rất là sắc sảo, được tích hợp chống gãy. Trợ lực trung tâm Holden được gắn hoàn chỉnh, không giữ hướng kiển mà còn giúp ổn định tay lái, hạn chế sàn lách khi chuyển độ cao. Do khi một độ nên người chủ không quan tâm đến trọng lượng con xe. Để đạt được cái gia tốc nhanh hơn nhất có thể, chính điều đó đã lên mâm chi được thay bằng cái bánh trăm nhìn nhâm của Cơm Star 7 inch, siêu mỏng, ống ánh cái ga màu vàng.
Việc chơi bánh căm xe nhỏ giúp cho những chiếc xe giảm đáng kể. Hệ thống cái giảm tốc của S đi cùng dầu. Đây là mẫu phụ đồ chơi đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý ở mọi địa hình. Lò xo được sơn đỏ cũng khá bật, có kích thước lớn zin. Bản độ đơn giản đến từ Baker nước bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, đừng quên nhớ like và subscribe.